tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Ngài đã lớn tuổi rồi, thì Ngài nói bây giờ ông ráng ông đi tìm.
ông đi tìm được cái đổi thân đi, ông đổi thân mà ông trở lại đây thì ta sẽ tìm cái y báo cho ông, tức là tìm cái y báo mà đến như để mà làm ngũ tổ. Thì ngài Hoằng Nhẫn ngài nói được, tôi sẽ đi. Thì ngài đi từ cái pháp trường pháp, cái như là cái pháp tòa của ngài tứ tổ Đạo Tính. Thì sau khi đó ngài nói vậy không, thì ngài tình giả ngài đi trên một con đường, tới một cái bờ sông, thì ngài thấy một cô gái đang ngồi giặt đồ, giặt đồ cái gì. Thì ngài mới đứng ngài hỏi vậy, chẳng hai cái đò qua bên sông là bao lâu mới có đò. Thì cái cô gái cũng mới nói là từ đây là tới chiều là hết, là tình thường là cái con đò mà qua bên cái sông mà sông Trường Giang ở bên Tàu, tôi không biết ông thử nói vậy thôi thì phải chờ ngủ tới ngày mai. Thì ông mới nói bây giờ như vậy là con có gia đình chưa, cô này nói là tôi chưa có gia đình. Thì cô gái này là cô gái đang giặt đồ dưới bờ sông Trường Giang. Thì lúc đó tổ Hoằng Nhẫn là chưa có pháp danh Hoằng Nhẫn nha, tôi nói về cái tiền thân thôi. Thì tiền thân của ngài là một ông già, thì ông ngài ngộ pháp với ngài Đạo Tính, nhưng mà ngài Đạo Tính 80, ngài cũng 80, thì không thấy tiền cho ông này cũng chết lưỡng cho mình. Nói về ta thể tiền cho ông, mà ông ráng làm sao ông đổi cái xác đi. Thì hỏi bây giờ thầy chờ có được không, nói ta sẽ chờ ông. Thì ông này cũng đi ra, ông đi ra bờ sông, thì tới bờ sông Trường Giang, ông gặp một cô gái đang nghĩa là giặt đồ. Thì hỏi thăm như vậy thì mới mời. Ông nói bây giờ tôi già cả 80 tuổi rồi mà chờ sáng mai mới có cái đò nó qua, bây giờ tôi muốn xin ngủ nhờ một đêm được không, cô có đồng ý không? Thì cô gái nói, ông lão già 80 tuổi thì tôi nghĩ là ba má tôi cũng không có ngại đâu, tại vì sợ là sợ thanh niên với người già thì vẫn cho ngủ, nhưng mà phải xin ba má tôi một tiếng thì tôi mới cho ngủ nhờ. Thì cô gái thì cô nói ông nó không, chỉ cần cô đồng ý cho tôi ngủ nhờ ở nhà cô một đêm á là tôi sẽ xin ba má cô sau. Thì cô gái nói được, con sẵn sàng cho ông nghĩa là ngủ nhờ. Thì ông này nói xong vậy cái ông bỏ đi ra về sau. Ông đi thì cô gái cô giặt lửa, cô nói ở nhà con nằm tầm đó chỉ cái hướng đó. Thì ông ngài còn nhẫn ngài lại không đi về hướng đó mà ngài đi ra phía sau cái nhà đó. Thì ngài nói ngài ngồi thiền, ngài xả cái xác này ra, ngài ngồi thiền phía sau nhà cô gái. Thì đêm đó cô gái về không thấy, thì thấy ông già này, ông già hồi chiều mà để mà hỏi mình mấy giờ đó đưa đò đó, thì đã ngồi yên tịch phía sau nhà của cha mẹ mình. Thì lúc đó thì cũng làm lễ chôn cất ông già xong. Thì khi chôn cất xong đó thì cái bụng cô gái này càng ngày càng lớn lên, quý vị thấy mang coi như là quan thị kính, không có chồng mà lại mang thai. Thì cái chuyện này tôi muốn đem ra là thầy Hoằng Nhẫn này, thì khi đó gia đình nổi điên lên, tại vì cô này là một cô gái rất là đàng hoàng từ xưa đến thẳng mà bây giờ tự nhiên á, thì sao từ khi cái ngày Hoằng Nhẫn mà ngày xin phép ngủ nhờ một đêm á, thì ngày ra ngày xả thân cô gái nói vô xin ba má tôi đi, ông nói không, con cho tôi là được rồi, rồi tôi xin sao. Cô gái làm giặt đồ nó đi vô kia, thì ông đi là sao nhà ông không vô xin, mà ông ra phía sau hè, ông ngồi tiếp vào thì tịch. Ông tịch xong rồi thì chôn ông xong, đem ông chôn du lịch chôn xong, thì nó cứ từ ngày tháng cái bụng cô lớn lên thì gia đình cứ nói là cô này là ngoại tình, đuổi đi. Thì đuổi lang thang như vậy không ai nhìn, rồi rốt cuộc nó là cô mới đi ngang qua cái chùa của một tổ tứ tổ Đạo Tính. Thì tứ tổ Đạo Tính vì lòng từ bi mới đem cô này vô nuôi, cũng giống như nuôi dùng vậy đó. Tại vì cái kiểu hồi xưa ở cái việc chữa quan mà cô này biểu khai ra cổ nó cổ chứ cổ khác là không có. Phải thời này thì có bác sĩ khám thì con thêm minh quan được, đằng này là cái thời xưa. Thành ra cô này cổ giàu ở trong cái tứ tổ Đạo Tính cho tới ngày cổ khai qua nở nghiệm, thì cổ sanh ra một cậu bé. Thì cậu bé này sanh xong rồi đó thì phải chờ đúng ngày Hoằng Nhẫn, ngày Đạo Tính, ngày chờ cho tới khi nghĩa là lúc đó là mấy năm trời nữa cho cậu bé được hơn như là 3 tuổi biết nói rồi đó. Thì bữa đó ngày lên thanh toàn pháp thì cậu bé gì được trưởng lên, cậu mới nói bây giờ á thầy truyền pháp cho con đi. Thì cả pháp hội cũng ngạc nhiên, nói ủa cậu bé này mới 3 tuổi mà con của một cái cô mà vô nghĩa là ở nhờ trong chùa mà tại sao vậy, thầy quên rồi sao? Hồi xưa á con lớn tuổi, con 80 tuổi thì thầy được đổi xác, bây giờ con đổi mà thầy lại nói thì chờ, mà tại sao giờ thầy không chờ, chờ y bác cho con. Thì đó ngày Đạo Tính mới nhớ lại là cái đích xưa, biết không? Tại vì ổng đầu thai vô, ổng có xin đàng hoàng, ổng xin cô gái cho tôi ngủ nhờ một đêm, mà ngày đã chứng đạo rồi, ngày mới làm vậy. Mình thấy các thiền sư chết sống rất tự tại, thành ra ngày nhập thai vô cô đó đó. Thành khi ngày nhập thai vô rồi thì lúc đó ngũ tổ mới đặt à thôi, ta đặt cho ông là Hoằng Nhẫn. Hoằng là Hoằng pháp mà nhẫn nhục, tức là nhẫn nhục chịu đựng. Ngài phải nhẫn nhục chịu đựng như vậy là cho người mẹ phải nhẫn nhục chịu đựng đau khổ, mang tay mang tiếng vì vấn đề Hoằng pháp mà phải mang chỉ nhẫn. Thì ngài mới đem lúc đó ngài mới mời hết cái gia đình của ông cụ bà cụ với lại nói đây nè, sự tích là như vậy đó. Thành mới kể thì từ đó mới nỗi quan của cô này mới được giải tỏa. Tại cô bé 3 tuổi mà nhắc lại tiền kiếp, thì nói ngày đó giờ đó giờ cái mã con đó là còn chôn đó, con này đó con nhập xác, nhưng mà con biết con sợ trễ quá, con chờ cô này lập gia đình con chui vô thì trễ, nhưng mà con phải nhập liền vô để trong kiệm cho con lớn lên, là con ngày sợ ngày đã định trước khi. Thì khi đó ngài Đạo Tính mới truyền lại cho cái pháp danh là Hoằng Nhẫn. Hoằng là Hoằng pháp, mình nhẫn nhịn chờ, mà ngài cũng nhẫn nhục ngày chờ đợi cho tới khi ông này ra đời này mới trao lại. Đó là tôi kể sơ là ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì lục tổ Huệ Năng là cái gì? Tại sao mà cái kinh pháp đạo thần kinh này nó rất là quý? Nếu mà trong tăng đoàn của Phật sau khi Phật nhập viện thì tất cả những vị này đều là những người rất giỏi về chữ Hán, dài giỏi về kinh lực lượng. Thì lục tổ Huệ Năng của chúng ta là một cái người không biết một chữ nhất một. Thì cái này
tài liệu này tôi lấy từ giảng cho quý vị là cách đây 1942, mấy chục năm rồi, rất là cũ. Thì tôi đọc sơ, trước khi tôi đi vào chánh văn đó, thì tôi sẽ giảng sơ về cái lý lịch của ngài Tổ Huệ, Lục Tổ Huệ Năng để cho một số Phật tử chưa biết. Thì cái lịch sử của Tổ Huệ Năng này là do ai? Ngài không biết chữ, ngài chưa từng viết một cái câu kinh, chưa từng viết một bài kệ, do ngài viên tịch rồi đệ tử ngài viết lại. Thì đệ tử của ngài đó là coi như thực lại cuộc đời của ngài sau khi ngài tịch rồi thì mới viết lại tiểu sử của ngài. Cái gì không? Cái này như thường ngày đó, Lục Tổ Huệ Năng thanh tọa thuyết pháp, ngài kể là hồi đó là sao sao, rồi cái đệ tử nhớ họ ghi lại. Thành ra giờ tôi kể sơ. Trước khi đi vào cái bài pháp mà pháp bảo đàn kinh này, tôi nói về cái có như là cái tiểu sử của ngài Lục Tổ. Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ là Lưu Hành Thao, thân mẫu là Lý Thị, đời đường niên hiệu Võ Đức thứ ba. Tháng 9, ông Lưu Hành Thao bị giáng chức quan, tức là bây giờ cha ngài là tên là Lưu Hành Thao, là một vị quan, nhưng mà đời đường á thì ông bị giáng cấp, tức là coi như là quan và coi như bị nhà vua giáng cấp, tức là coi như là thất sủng đó. Rồi Lý Đài đi đến Tân Châu thì ổng là một cái vị quan ở triều đình, nhưng mà chẳng hạn như bây giờ hồi xưa mình là tướng hay là quân đội ở Sài Gòn, thì Lý Đài ra những vùng quê như là Quảng Trị hay là biên giới vậy đó. Rồi đời về thì bà Lý Thị là mẹ của ông, trước khi mang thai của ngài Lục Tổ đó, thì nằm mộng thấy trước sân nhà hoa sen nở đầy hết. Một cái điều rất là hay, trước khi bà mang thai đó, bà nằm mộng mà thấy hoa sen nở đầy trước cửa nhà, rồi bà thấy hạt trắng bay đủ từng cặp. Rồi tại cái da đường của bà nó có mùi thơm vẫn phất trong suốt thời kỳ bà có thai. Rồi quý vị thấy cái chuyện này là cái gì? Không phải bình thường đâu. Thấy, nhìn thấy thì đó được cái dễ, Lục Tổ là không biết chữ mà ngay cái điều mà ngày nhập thai là đã thấy có là hoa trắng, hoa sen nở trước nhà, rồi hạt trắng bay, rồi mùi hương tỏa khắp. Từ ấy bà Lý Thị dở lòng giữ lòng tinh khiết. Tôi giải nghĩa tinh khiết là sao? Tức là không, khi bà thấy như vậy rồi là bà không có ăn ngủ với chồng nữa, chấm dứt cái chuyện dâm dục. Trai tinh khiết là vậy đó quý vị. Chí thành trai giới, tức là bà giữ trai giới, giữ tròn trai giới. Có thai đến 6 năm mới sanh. Mang thai ngày Lục Tổ 6 năm mới sanh, quý vị thấy một điều lạ không? Thì đây là tôi, những cái kinh pháp không nói, kinh này là có nói rất rõ. Huệ Năng hồi sanh ra là dùng giờ Tý, ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, thuộc về niên hiệu Trinh Quán đời đường. Trinh Quán thứ 12 đời đường, khi sanh ngày Huệ Năng ánh sáng rực rỡ, mùi thơm ngào ngạt ở phương Tây, quý vị nhớ nha. Khi sanh ra ngày Huệ Năng nó dùng giờ Tý, mà cái ánh sáng rực rỡ, mùi hương nó sáng tỏ ngay cả cái chân trời phương Tây. Rạng đông khi sanh vừa xong thì đúng thì nghĩa là tờ mờ sáng, thì có hai vị tăng, tự nhiên hai vị tăng không quen biết đến hội kiến với ông Lưu Hành Thao, tức là thân sinh của Lục Tổ, và nói rằng con ông mới sanh hồi hôm nên đặt tên là Huệ Năng. Tức là khi mà sanh chẳng hạn, giờ mình nói một ngày vừa sanh xong thì cái điều làm là gì? Ánh sáng phương đông chiếu hào quang rực rỡ, sanh xong đúng nghĩa là tờ mờ sáng, ngày sanh giờ Tí rồi, quý vị là khuya rồi, quý vị nhớ nha. Mà tới tờ mờ sáng ấy, mặt trời vừa lên thì có hai vị tăng, nghĩa là đi khách thực, đi ngang vô ngay cái nhà của ông Lưu Hành Thao, nói là hồi hôm này ông có sinh con phải không? Nói dạ phải, sinh con trai phải không? Nói phải, ông nên đặt tên cho cháu là Huệ Năng. Quý vị thấy một cái điều rất là lạ. Ông Lưu Hành Thao hỏi thế nào tên gọi là Huệ Năng? Cũng như mình vừa như có người ông thầy đã đặt tên, mình cũng ngạc nhiên, mình hỏi tại sao đặt là Huệ Năng. Thì cái vị hai vị tăng đó nói Huệ là lấy pháp Huệ, lấy cái trí Huệ cứu độ chúng sanh. Huệ là chỉ chúng sanh thấy được cái Phật tánh, thấy được cái trí Huệ là Huệ. Còn Năng là gì? Năng tức là siêng năng để mà giống như là thuyết pháp cho chúng sanh, thiên năng để mà phổ trì tam bảo, siêng năng làm Phật sự, tức là Huệ Năng dùng cái Huệ để mà độ chúng sanh, dùng cái sự siêng năng để mà độ chúng sanh. Thì giải như thế. Khi giảng xong thì hai vị tăng thì bỏ đi. Ngài Huệ Năng không bú sữa mẹ, đó là một cái điểm quý vị nên nhớ, không bú sữa mẹ như những đứa bé bình thường đó. Mỗi đêm đều có thần nhân đem nước cam lồ thì mỗi đời xuống như ngày uống. Thì khi không bú như vậy đó thì công thức thì để là bà mẹ thấy lạ. Quý vị có từng có nuôi con, nếu có những đứa bé khi nó bệnh nó không bú thì mình phải theo dõi tại sao nó không bú, mình chở đi bác sĩ rồi để cho bác sĩ khám. Như lần này thì ông Lưu Hành Thao và bà mẹ của ngài mới nứt con thì thành điên, thấy từ trên kim tiêm họ xuống họ cho uống nước cam lồ, thành ra ngài sống bằng nước cam lồ chứ không bú sữa mẹ. Khi ngài Huệ Năng được 3 tuổi thì thân phụ là Lưu Hành Thao bị bệnh nặng và mất, và mai táng ở cạnh vườn. Thân mẫu giữ tiết nuôi con tức là không lập gia đình đó quý vị, tức là coi như giữ vậy là để mà trọn đời, coi như là thì coi như là xuất giá tục phu, rồi giờ phu tử tục tử theo cái phong tục của nhà nho mình. Lớn lên ngài Huệ Năng bán củi đổi gạo nuôi mẹ, quý vị thấy con của một nhà quan bị thất sủng, mà cái quê của ngài Đài là Đài về ngay là ở bên Tàu, nhưng mà ngài Đài sát xuống miền, quý vị gần như là cái miền mà Cao Bằng Lạc Sơn á, kêu là lãnh nam bên Tàu thì nó thuộc tỉnh Quảng Đông, nhưng mà cái vùng sát biên giới với Việt Nam trong này ghi rõ lắm. Thành ra khi nó
ngài sống bằng nghề là vô hình đốt tuổi. Đến năm 24 tuổi, ngài Huệ Năng nghe kinh. Chứ là ngài đi gánh củi là thế này nè, do một cái nhân lành đời trước. Hàng ngày gánh củi, ngài chặt củi lên rừng, ngài gánh xuống bán cho cái dựa bán đó. Thì bữa đó cái ông chủ trong cái dựa bán củi đó, ông có tụng kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang đó thì trong đó đọc tới câu là ưng vô sở trụ nhi sanh trì tâm, tức là cái tâm vô sở trụ. Tâm mình bây giờ có trụ không? Mình không trụ buồn thì mình trụ thương, mà không trụ giận thì trụ vui. Mình trụ đủ thứ à, mình không trụ thương ghét chẳng hạn. Như bây giờ cái không sở trụ này nó rõ ràng, tôi giải thích cho quý vị nghe. Bây giờ đó đa số chúng mình đây là trụ thiện, là khi mình vào chùa trụ thiện, mình thấy người làm ác mình ghét không? Mình thấy một người ăn cướp mình rất ghét, đúng không? Thì mình là mình trụ thiện mà mình ghét ác, đó thành ra mình lúc nào mình cũng bị kẹt, mà cái tâm còn thiện còn ghét. Mình thương người thiện thì dễ, mà mình thương người ác mình khó thương lắm. Nha tôi giờ tôi thấy người ác tôi cũng ghét, thì cái đó là ngài lựa chọn, chưa phải là cái thật của mình. Thành khi mà cái thương ghét không để lòng rồi đó, thì cái đó mới là thật mình. Thì nghe chút xíu nữa tôi mới hổ sẻ ra, thì ngài nghe cái kinh, hỏi kinh gì mà hay quá vậy? Thì ông nói kinh Kim Cang. Hỏi kinh Kim Cang là cái gì? Thì ngài cái ông bán củi cái kinh Kim Cang dịch ra là trí huệ. Ông nói trí huệ là sao? Kêu trong can hột sòn nó là gì? Cái gì quý nhất? Ông này nói hột sòn, tôi nhà nghèo tôi chỉ mơ có hột sòn đâu đó. Hột sòn không quý bằng Kim Cang. Lời Phật nói kinh Kim Cang là gì? Cục hột sòn nó quý là do quý vị có sự sáng suốt, chứ đưa cho một người thành kinh thì cục kẹo nó quý hột sòn, đúng không? Thành ra Kim Cang là nói về cái trí huệ, cái sự giác ngộ của mình. Thành ra bài kinh này tặng cho người ta sáng suốt là kêu là kinh Kim Cang. Rồi hỏi kinh Kim Cang từ đâu mà ra? Thì ngài mới nói là kinh Kim Cang này do ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Tôi á, hàng tháng á, tôi đều đi đến đó, tôi nghe thuyết pháp. Chẳng hạn như bây giờ có một vị Phật tử nghe một vị pháp sư nào giảng rồi về, thì nói à cái ông đó tên là Hoàng Nhẫn, ông muốn tu thì lại đó nghe. Ông bây giờ tôi là cái người gánh củi nuôi mẹ, làm sao mà tôi bỏ mẹ tôi được? Thì cái ông này ông cũng một Phật tử, ông nói được rồi, tôi cho ông 10 lượng vàng để mà ông lấy cái 10 lượng vàng này ông ngưng. Nếu mà ông phát tâm tu thì cái ông này cũng tốt. Ông mà phát tâm đi tu xuất gia thì tôi sẽ hộ trì cho ông, tôi cho ông 10 lượng vàng. 10 lượng vàng mà cái thời đó mà có thể ông gánh cả đời đủ cho mẹ ông sống, là bây giờ cứ đem 10 lượng vàng này về cho mẹ nuôi mẹ, rồi cái là giao lại cho bà con, rồi ông đi xuất gia đi lên gặp ngũ tổ. Thì cái đoạn đường ông hỏi từ đây đi đến ngũ tổ Hoàng Nhẫn là có xa? Thì nói là đi 30 ngày đi bộ. Cái gì biết ngày xưa cái thời ngũ tổ là bên Tàu là đi bộ, cái gì đi 30 ngày mới đến đó, quý vị nên nhớ đó. Thì đại khái cuộc đời ngày là tôi kể cho vậy thôi. Thì bây giờ tôi đi vô sâu nè. À còn nữa có những cái nó nói được trước khi. Thì quý vị nên nhớ là ngày ngộ đạo cho như vậy. Ngài Huệ Năng sau khi đến ngũ tổ, thì quý vị nhớ ngài gặp được ngũ tổ. Thì cái đầu tiên mà ngài vào đây ngài gặp ngũ tổ, quý vị nhớ khi đến nơi đó thì ngũ tổ đang, ngài Hoàng Nhẫn đang thuyết pháp như tôi bây giờ, thì ngài vào cửa này vô. Mà ngài gắn một cái đồ vật đi bộ, quý vị một cái người đi 30 ngày mà tới thì ngó nó sơ ra sắc rắc lắm. Thì ngài mới ngồi vô pháp tòa, thì ngũ tổ mà hỏi cái ông nhà quê kia từ đâu mà đến đây làm cái gì mà cầu cái gì mà đến đây. Chẳng hạn như bây giờ thường thường dụ tôi đến hỏi cầu an cầu siêu hay cầu cái gì hay là thả rùa hay là muốn cái gì đó, thì ông mới nói là con đến đây để cầu làm Phật chứ không cầu gì hết. Quý vị thấy nói cái câu đó là cái gì cách chưa rồi. Hỏi bây giờ á, giả sử như bây giờ có một vị hòa thượng trụ trì nào vô mà nói con vô đây con đòi chiếc trụ trì là đã thấy đã giận rồi, và đằng này vô con cầu làm Phật, là quý vị thấy câu nói của ngày lục tổ tại sao mà lúc đó mà khi ngài nói câu đó mình mới hiểu là khi đó ngũ tổ á, tại sao mà đuổi sau này tôi phân tách ra, tại sao mà ngũ tổ Hoàng Nhẫn lại thấy ngài Huệ Năng mà khi mà nói năng như vậy rồi đó, ngài mới hỏi ông là cái thứ Nam Mang, tức là người Tàu họ kêu những cái người mà ở vùng biên địa Hạ Địa họ kêu là Mang Di mọi rỡ đó, ông là cái dân Nam Mang mà ông lên đây làm sao còn làm Phật được? Thì ngài lục tổ ngài mới nói này, thân con là đi Mang Di mọi rỡ khác với hòa thượng, nhưng mà cái phật tánh con của hòa thượng không khác. Ông nói câu đó thì quý vị thấy đại chúng ngồi thấy cho ông này vô nói năng coi giống như là cô Minh của Đức cũng nói vậy đó, đại khái vậy đó. Mình đừng có khinh thường những cái người đó nhiều khi á. Bởi vậy trong cuộc đời mình chỉ chúng sanh mình chỉ nhìn vào những cái mặt nạ mà để mà mình nói đối xử nhau, không thật ra được cái khi những có khi những cái Bồ Tát mà họ quá thân đó. Thành ra khi mà ông nói như vậy xong rồi quý vị thấy một cái điểm nè, vô đòi làm Phật chứ không làm gì hết, mình thấy không? Mà quý vị nhớ làm Phật là phải tu bao lâu? 3 A Tăng Kỳ Kiếp. Mà ngài nói con đến đây con chỉ làm Phật, tức là ngài có căn cơ thiền rồi, trực chỉ chân tâm thấy tánh là thành Phật. Còn mình đi cái gì? Ngài là gì? Kêu là đốn ngộ. Ngài là tu đại thừa, còn mình là gì? Tiệm tu. Giờ một cái tiệm là gì? Tại sao kêu cái tiệm tạp hóa nè? Cái tiệm tu, tiệm là chứa hoài, thấy không? Chứa, mình là tu phước. Còn ngài đốn ngộ là ngài tu huệ. Nhớ kỹ, đốn ngộ là con một đời là đốn hết tất cả tiền não, thấy được ông chủ, thấy được cái chân tâm, là ngài muốn thành Phật trong ngay cái đời này. Thì khi Phật Thích Ca mà ngài thành đạo 49 ngày, cái đầu tiên ngài thấy là gì? Ngài thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà ngài nó khó nói quá. Thành ra khi Phật nói về cái mà chân tâm hay là cái ông chủ hay là cái tánh cái này, cái Phật tánh ngài nói ta chưa thuyết một lời,
Nhưng mà khi nói về những cái mà về da và xương của Phật giáo đó, thì rõ là Phật nói ta nói là tam tạng kinh điển. Nhớ nha, một cái điểm đó, thành ra nhà thiền không bao giờ dùng ngôn tử để mà nói được. Nhưng mà sau này vô đây thì khi đó nói câu đó là Vũ Tổ với ông này xuất hiện rồi, nói cái tên nhà quê kia đi xuống nhà chuồng, cái nhà chuồng cái nhà bếp đó, lo làm phước đi, đừng có đứng đây nói tầm bậy tầm bạ. Tại sao này nói vậy? Quý vị tưởng tượng như bây giờ tôi đang đứng trước pháp, thì trong này có những đệ tử của tôi, thị giả của tôi, mà có một cái ông nào vô đây ông nói tôi đòi làm Phật, chứ không đòi làm, không đòi làm thầy núi nữa, phải không? Thì cao hơn, nó coi cao hơn ông thầy nữa, mà nói những cái câu mà hỏi ra tới đâu rồi đối đáp thông suốt. Thì ngài Ngũ Tổ, ngài sợ một hơi đó là tạo ra người kia họ là giận. Mà ngài Ngũ Tổ đang thiết cho ai? Thiết cho một cái 53,000 người tăng cơ coi là, mà cái ông này vô ông nói như vậy, ngài đuổi xuống nhà tù, tư sĩ xuống nhà tù, cái tên nhà quê xuống nhà tù, đừng đứng đây nói tầm bậy tầm bạ. Thì ông cũng hiểu được, đi thì xuống nhà tù cái gì biết sao không? Xuống dưới giả gạo. Thì quý vị biết cái ở Việt Nam là chẳng hạn như nó có cái đây là cái cối nè, thì cái chài cái đây có cục đá mà đứng trên nhà giả nè, giả đá chài đạp á, thì đạp như vậy. Mà ngài thì nghe nói là ngài lúc đó đó là bên tàu nghe nói là ngài cái đó là phải cần tính theo cái trọng lượng, là phải cần người đó phải nặng được 45 kg mới đứng được cái chài đó, mà Lục Tổ của mình chỉ có 35 kg, là phải mang thêm 10 kg đá mới đứng giả được cái chài. Mà ngài giả như vậy trong 8 tháng để cầu pháp, quý vị thấy kinh khủng không? Trong khi mình ở đây nhiều khi ở Liên Quốc xuống đây thấy ta rồi, ở Đức Vinh xuống đây ta rồi, mà trong khi đó mình xuống đây rồi còn có thể nước có cho ăn cho uống nữa, mà nghe pháp ngồi chút tí nữa là thấy đau lưng rồi, phải không? Thành ra mình thấy mình tu hoài vậy mà mình vẫn còn ở trong cái trầm lưng luân hồi này hoài. Trong khi Lục Tổ là giả gạo 8 tháng mang thêm 10 kg đá mà không nói một lời. Thì sở dĩ lúc Ngũ Tổ không muốn nói chuyện ông này là tại thấy ông này là thức thiệt rồi, không nên nói. Ông chưa thọ giới gì hết, là vô đây là một cái đạo tràng toàn là tăng có mà đó. Thì bây giờ phải để ý chuyện đó. Và sau khi đó quý vị nên nhớ một điểm, đó là sau khi đó là ngài mới đi xuống cái giả đạo trong mấy tháng trời. Thì khi đó quý vị nhớ Ngũ Tổ được đẩy xuống dưới mà không dặn ông này không nói một lời nào, cho tới một ngày kia là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn vì thấy muốn về tạ quê tạ giúp cho mẹ, ông lớn tuổi rồi, thì ông mới nói bây giờ trong cái pháp hội ta là có 3,000 tăng trụ, thì trong đó có ngài Thần Tú. Thượng Tọa Thần Tú là một giáo thọ sư, tức là giáo thọ là cái thầy dạy, chẳng hạn như bên chùa Cổ Lâm là thầy Nguyên Kim đó, dạy cho tăng chúng giảng giải thuyết pháp. Thì bây giờ ai mà ngài mới nói câu này, các ông chuyên môn tu phước không như mình bây giờ, tu phước á thì lên cõi trời, hết phước thì đọa xuống, chỉ có tu huệ làm sao thấy tâm, thấy được cái chân tâm, thấy được cái ông chủ thì mới thoát khỏi luân hồi sanh tử. Tu hành mà không thấy tâm thì giống như là lấy cát mà nấu đồ thành cơm. Thì bây giờ nếu trong vị này có vị nào thấy tánh, thấy được cái tánh tự tánh của mình đó, thì trình một cái đề kệ ra, thì ta sẽ coi như truyền cái ngôi vị là Lục Tổ cho người đó. Thì quý vị thấy thì trong này ai cũng nhường hết cho ngài Thành Tú. Ông Thành Tú ông giỏi quá rồi, ông có là dạy cho mình thôi, để cho ông này ông làm thì không ai định. Nhưng mà ngài Thành Tú này rất là khổ sở, ngài khổ tới độ cái gì sao? Trong vòng quý vị biết bao nhiêu ngày không? 13 ngày, kể từ khi nghĩa là Ngũ Tổ ra cái lệnh đó, 13 ngày mà ngài chưa đi ra hết. Ngài viết cái kệ thì trình, thì ngài đổ một hơi hộp, ngài mắc cỡ, ngài không biết là đúng hay không. Mình là một cái vị giáo thọ mà mình trình ra trật á, thì Phật tử họ cười, mà trình trúng thì không biết trúng hay không. Thằng ngài đi ra như đi đôi vô vại, như là coi như là hai tuần lễ chưa trình được. Bữa đó thì có một cái vị quan đó là ổng vẽ, tôi kể chuyện rồi đó, là ngài vẽ một cái bức tranh mà thập một mua đồ, vẽ về 10 bức tranh nhà thiền, vẽ về cái tranh mà Lăng Già Tâm Ấn biết tướng, rồi vẽ về cái dòng pháp của Tịnh Tổ Bồ Đề qua đây cái tổ này. Thì ổng mới nghĩ bây giờ có ban đêm, mình chờ ai ngủ hết bưng cái đèn dầu ra rồi viết một câu kệ đó, nếu mà ai mà thấy tánh được á, ngày mai là ví dụ như Ngũ Tổ mà khen thì mình nói của mình, mà Ngũ Tổ chê thì thôi mình cũng im luôn, cái gì thấy không? Đại khái như vậy mà con cũng đỡ mắc cỡ. Thì sau đó đó ngài mới trình cái câu đó, ngài viết cái gì viết được rồi đó, tôi nói sơ thôi đó. Cái thân là cội bồ đề, tâm là đại hương sáng, luôn luôn hải lao chùi đừng dính bụi trần ai. Thì cái câu nó nghe rất là hay, nhưng mà quý vị thấy không, khi viết cái câu đó lên rồi, sáng hôm sau cái ông quan mà ổng đi vẽ cái bức tranh mà thập một ngôi đồ dưới mà Lăng Già Tâm Ấn á, thì ổng thấy cái này ổng mới trình dưới Ngũ Tổ. Thì Ngũ Tổ ra coi, Ngũ Tổ nói thôi không có vẽ thập một ngôi đồ, không có vẽ hình tượng gì nữa, bắt tất cả tăng ni trong chùa này học cái câu kệ này, theo cái câu kệ này thì sẽ từ từ cũng nghĩa là thấy được tánh, nhưng mà người điều mình đoạt nghĩa là chấm dứt được sanh tử, nhưng mà phải là tiệm tu chứ chưa có đốn ngộ. Thì ngài nói cái câu đó xong thì khi đó thì thấy nó dở chỗ nào? Thân là cội bồ đề, tâm là đài hướng sáng. Thì ông thứ nhất á, là cái ông gì, ông Thần Tú, ông còn nói cái thân là cội bồ đề, tức là ông nói là cái thân này là chứa cái cội bồ đề đó, nhưng mà ông biết được cái thân là có chứa một cái chân tâm đó, nhưng mà tâm là đài gương sáng. Ông nói cái chân tâm mình như cái tấm gương, rồi phải năng lao chùi đừng dính bụi trần ai, quá hay đối với mình dù có hay, nhưng mà thời đó là chưa được. Tại vì á, ông còn cái gì, ông còn chấp dài vào cái gì.
dơ. Và thật ra cái tự tánh mình á, bây giờ quý vị có đem cái gì, quý vị quăng đồ dơ, quý vị có chữ đồ dơ hay là chữ tôi gì, làm sao giữ được cái tự tánh tôi đây, làm sao giữ được cái phật tánh tôi đây, cái tánh lý tánh nghe, thành ra cái đó không thể nào mà dơ được. Từ xưa nay nói là trong sạch rồi, không thể nào làm dơ được. Mà ổng còn thấy dơ tức là còn thấy kẹt, ổng còn thấy dơ tức là còn thấy sạch, thì ổng còn nằm trong cái là gì, trụ, tức là vô ổng, ổng là hữu sở trụ chứ không phải là vô sở trụ. Ổng còn còn cho dơ là phải chùi, quý vị thấy không? Thành ra còn mới đứng ngoài cửa thiền phải chưa vào được. Thì khi đó lục tổ đang bữa, nghĩa là đạp dài để mà giả đạo chứ, thì có hai ông điệu. Ông điệu là vì những cái chú mà ở chùa mà để chết ông đi ngang, thì do cái định của ngũ tổ là các ông phải học thuộc. Thì ông nào ông vừa đi ông nói là thân là cội bồ đề, tâm là đại đức sát, phải năng lên chùa đọc. Thì lục tổ nói, ủa cái câu gì mày đọc hay quá vậy, nói cho ông cái lão nhà quê này sao mà ngu dốt quá, ở vô đây không biết gì hết. Câu này là câu của thượng tọa thần tú, là bài kệ vô tướng do ngũ tổ bắt tất cả chúng tôi phải học để mà thấy tánh. Thì cái lúc đó là ngày Huệ Năng ngày nói dạ thưa chú, tại vì chút những cái gì mà thọ sa di là các cư sĩ về thưa chú dẫn dùng cái cư sĩ ngu dốt này lên đó để lễ lấy phước, tôi lâu nay tôi đâu có được quyền lên cái điện để mà đọc kệ đây. Thì hai anh tiểu nó mới dẫn cho lục tổ lên để dập đó. Thì lúc đó có một vị quan việt giá, ổng đứng ổng đang ngắm nghía câu kệ đó, thì ổng đang theo dõi coi là cái y bát này sẽ được truyền cho ai. Chẳng vô chơi thăm chùa thôi, thì ổng nghe nói là bây giờ có người trình kệ. Thì lúc đó ngày Huệ Năng ngày lên ngày lại cái bài kệ nó ba lại, xong ngày nói tôi cũng có một bài kệ nhưng mà tôi không biết chữ, nhờ ai viết giùm. Thì lúc đó ở trong chùa mấy ông thầy đâu ông nào lên chịu viết hết trơn, thứ nó không biết chữ mà còn trình kệ. Cũng như bây giờ có một chú này, chú nói là chú muốn viết thơ nhưng mà chú không biết chữ. Thì khi đó ông quan Việt Giá nói được, là nếu mà giờ tôi viết giùm ông cũng được, trong này không có ông sư nào viết cho ông, thì bây giờ ông là một cư sĩ mà ông là cái ông làm công quả mà ông viết được bài kệ này, nếu quả thật bài kệ này mà được ngũ tổ chấp nhận truyền với bác thì nên nhớ độ tôi đầu tiên. Thì khi đó ngài mới viết một câu là bồ đề vốn không cội, bồ đề vốn cội. Tại vì cái bồ đề là bồ đề dịch nghĩa ra là gì, bồ đề tức là gì, tức là giác ngộ. Mà giác ngộ nó đâu có cõi có nguồn đâu, thật ra còn cõi là còn kẹt rồi. Cái gì thấy không, minh cảnh diệu phi đài, cái tấm gương nó cũng không có phải là cái đài nữa, xưa nay nó không có dính gì hết, không có vật nào mà dính vào cái chân tâm này được hết á. Thì làm gì phải chùi, thằng ngày viết hà xứ lỵ trần ai, bồ đề vốn không cõi, minh cảnh diệu phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lỵ trần ai. Khi ngày viết cái câu đó xong á là ai cũng lụng rồi. Cái ông quan Việt Giá ông nó không ngờ, đừng cứ nhìn cái tướng bề ngoài của người ta mà đánh giá, lâu nay các ông kiểu này là sai mấy cái bồ tát nhục thân bồ tát là mang tội chết. Thì lúc đó đang xì xào vô mấy ông mà lâu nay sai ông vừa tuổi đến nước là quản hồn đi, thấy bài thơ là quản hồn rồi. Thì bắt đầu ngài hoàng nhẫn ngài mới đi xuống, ngài thấy là cái ông này là viết đúng rồi. Ngài mới lấy cái chân ngài đạp lên cái câu kệ đó, ngài nói cái này cũng chưa thấy tấm, ngài nói cái này đâu có gì hay đâu, mà tại sao ngài làm, ngài biết nếu mà nói ra đó một cái ông cư sĩ chưa thọ giới mà viết được bài thơ mà hay hơn một cái gì được tỏ thì sẽ thế nào, thì sẽ thấy là một cái chuyện rất là nghĩa là bực mình. Chắc chắn là có thể ngài thầy tú ngài không giận, nhưng mà cái cánh đệ tử của ngài thầy tú, chẳng hạn như bây giờ có ai vô muốn thầy tú đánh thầy tú không giận, nhưng mà trước này tú sẽ giận đó, thấy không, đệ tử sẽ giận. Thành ra mình phải hiểu, thành ra khi đó là ngài chữ là nói đi xuống nhà tù giả gạo đi, đừng đứng đây viết tầm bậy tầm bạ, cái bài kệ này chưa có thấy tánh luôn, và ngài nói không được đọc cái bài kệ này nữa. Thì khi đó ngài xuống dưới đó, canh ba đó, chữ xong thì ngài buồn lắm. Cái ông kia là ông ngài Huệ Năng, ngài đi xuống dưới thì ngài vẫn tiếp tục bữa coi như là đạp dài vậy nè, cứ đứng đạp cho nó giả. Thì này nó có cái đâm xuống như này giả gạo. Thì khi đó ngài xuống, ngài sắp cái tiếng trượng, ngài gõ vào trong, ngài nói là ta thấy cái chỗ thấy của ông đó có thể xài được, nhưng mà ông có hiểu không, ta không dám nói ra trước đại chúng gì, nói ra ông chỉ là ông cư sĩ, mà nói ra là các vị tăng mà chưa chứng đạo sẽ ganh tị ông, mà sẽ giết ông, hại ông. Thành ra là quý vị thấy cái y áo nó quan trọng lắm. Thời đó ai mà nhận y áo này là lên cái ngôi tổ là coi như nắm hết tất cả mấy nhà ngôi chùa mà. Thành ra cũng vì cái danh cái lợi mà ngài không muốn để cho cái lục tổ bị giết. Thành ngài nói ta làm như vậy là ông hiểu không, cái chỗ thấy của ông có xài được nhưng mà không nên. Rồi hỏi là giả gạo trắng chưa, nói dạ bạch ngài con giả gạo trắng cách đây là 3 tháng rồi, tại sao mà còn chờ cái gì nữa. Dạ con chờ cái sàn, cái tịch sàn chờ sự ấn chứng của ngũ tổ. Cũng như bây giờ mình trình lưỡng án tiến sĩ mà phải ra hội đồng coi có đúng là đủ cái tiêu chuẩn qualify để làm tiến sĩ không. Thì khi đó ngài nó lấy gọi cái chức trưởng á, ngài quýnh ba cái cốc vào trong cái miệng cối. Thì ông này ông hiểu rồi. Đêm đó canh ba, lục tổ âm thầm vào gõ cửa của cái ngài hoàng nhẫn ngũ tổ. Và khi đó ngài ngũ tổ ngài mới lấy chi áo ngài bích hết cái cánh cửa, và ngài mới giảng cái câu mà kinh, nghĩa là coi như lúc bắt đầu là kinh đó. Thì quý vị thấy không, ngài giảng cái câu thế này là không trụ thiện không trụ ác. Thì quý vị nhớ là khi mà giảng được cái đó rồi là quý vị mới nhớ, khi đó quý vị nhớ một cái câu gì mà khi mà lục tổ mà giác ngộ ngài nói câu gì, quý vị nhớ đức ngũ tổ lấy cà so tròn lên mình Huệ Năng
không cho người thấy, rồi nói trên kim cang cho Huệ Năng nghe tới câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, thì Huệ Năng tỏ ngộ tất cả các pháp. Ngài nói là rõ được tự tánh gốc thanh tịnh, rõ được tự tánh gốc chẳng sanh diệt, rõ được tự tánh gốc hoàn toàn, rõ được tự tánh gốc không lai nhiễm, rõ được tự tánh sanh các pháp. Bây giờ tôi đi từ câu nè, rõ được tự tánh gốc thanh tịnh, mình thấy không? Cái sạch, cái dơ, cái gì nó không có thật, cái tự tánh của mình, quý vị nhớ nè. Cái tục này đừng giảng hoài, cái tục phân là thối, nhưng mà con dòi thì nó là thơm, cái mùi sầu riêng là thơm mà có người cho là thối, thì cái tự tánh nó không có thật. Cái thơm cái thối là do cái nghiệp của từng người thôi. Sầu riêng thì đối với người Trung là thối, mà người Nam là thơm, quý vị thấy rõ không? Thành ra Ngài nói là tự tánh gốc nó là thanh tịnh rồi, cái tục thơm nó không sinh nó là thối, mà nó không sinh là thơm. Thả mà con chó thì nhào cái cục trước là thơm, mà con người thấy cục trước là thối, do cái nghiệp của họ thôi. Thành ra rõ được tự tánh gốc chẳng sanh diệt, cái tự tánh của mình nó không bao giờ nó sanh diệt. Thì quý vị bỏ thân tứ đại này rồi, quý vị còn có một cái tánh biết, tánh nghe, tánh thấy, chứ đâu có mất đâu. Thì cái đó chẳng hạn như khi quý vị ngủ, quý vị đâu có sử dụng cái thân này, nhưng mà điện thoại ra một cái là ai bật dậy đây. Nếu mà cái tự tánh nó không có thì làm sao mà quý vị nghe được cái tiếng chuông điện thoại? Quý vị đi làm 3 giờ sáng, quý vị xét cái alarm, mà cái tự tánh lúc nào cái tánh nghe quý vị cũng hằng ngủ, thì khi nó nghe quý vị mới có nhận thức, quý vị mới bật dậy được. Quý vị thấy không? Cái đó là thường liên tục, tánh nghe, tánh biết, tánh thấy của mình lúc nào nó cũng hiện hữu. Người mù họ có thấy không quý vị? Thấy, họ thấy tối, chứ không ai không thấy. Đó, người mù vẫn có thấy, hỏi họ thấy tối, đó quý vị nên nhớ. Rồi rõ được tự tánh gốc không lai chuyển, cái này là không lai chuyển, tức là bát không si bất động. Cái bổn tâm của mình, cái tâm thương tâm ghét thì sẽ động, nhưng mà cái tự tánh, cái bổn tánh mình nó không có lai động. Nó không có lai động, quý vị nên nhớ, cái người mà thấy được tự tánh rồi, rõ được tự tánh hai thanh các pháp. Từ cái tự tánh là tâm gốc mà nó sanh ra là gì? Lục đạo luân hồi. Nếu mà cái tự tánh này ích kỷ thì nó sẽ đi vào đường gì? Đường xuất sanh. Cái tự tánh này mà nó là gì? Nó là ngu si, nó là sân hận thì đi về đường địa ngục. Cái tự tánh này á, mà sống về bố thí trì giới thì cái tự tánh này nó đi vào cõi trời. Tự tánh này thập thiện, thương người, thương đồng loại là đi vào cái cõi trời cao hơn. Quý vị nhớ không? Thì tự tánh này nó đều sanh ra các pháp. Thì khi cái tổ này nhớ, khi mà ngài trì xong rồi thì ban đêm Đức Ngũ Tổ biết ngọ Huệ Năng đã ngọ rõ được bổn tâm, dạy rằng chẳng biết bổn tâm học pháp vô ích, biết được bổn tâm, thấy được bổn tâm mới là đại trưởng phu, là thiên nhân sư phật. Người nào thấy được cái tâm chứ ông chủ của mình, tâm chánh mình mới là đúng là thầy của thiên nhân và sư là thầy của trời người. Còn nếu không là không thể làm thầy trời người. Giữa canh ba ngài được truyền giới trong ai hai, tức là truyền giới luôn, ngài âm thầm ngài truyền giới trong cái thất và dạy rằng đệ tử làm đời thứ sáu, tự mình phải khéo từ bi muốn thế quảng độ các chúng sanh hữu tình, luôn truyền chánh giáo về sau chớ để mất. Ngài truyền giới và ngài truyền thi bát, và ngài nói đệ tử đời thứ sáu, con làm tổ đời thứ sáu, nhớ truyền cái dòng pháp này được cho mất. Hãy nghe bài kệ của ta, có tình gieo giống xuống, sẵn nhân quả sanh liền, không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Tại sao mà tổ lại dạy cho ngài ngũ tổ là dạy lục tổ hay có tình phải gieo giống xuống? Chẳng hạn như bây giờ căn cơ của một cái vị bà già không có biết, bà suốt ngày bà chỉ mê tín, coi như là bói toán, bà mê tín vào những cái vị đoan, bà mê tín vào con đức Phật như là một cái vị ban cốt chánh quả, mà đem cái kinh này giảng ra thì không có được. Phải người nào mà có căn cơ, có tỉnh thức cùng tần số thì mới đem giảng, chứ không phải giảng cái kinh này mà giảng cho cái người mà không có cái bồ đề tâm, cái người mà ăn nhỏ thịt uống rượu, cái người mà đi karaoke, cái người đi sòng bài mà đem cái này giảng là không có được. Thành tổ giảng ra có tình thì gieo cái giống bồ đề xuống, mà không tình thì có gieo nha. Cái người nào mà đúng tần số mới gieo, cái gieo tầm bậy là đoạn cái phẩm tánh của họ. Quý vị nhớ ngài dặn như vậy. Rồi không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Thì ngài dặn đó là cái trí tuệ của ngài là cái trì pháp mà cho bệnh, cái pháp này không thể truyền cho bất cứ những cái loại người nào. Nghĩa là thành ra đó, quý vị nhớ trong cái bài kinh mà Di Ma Cần Không, vì chúng sanh có bệnh nên tôi bệnh, cũng như vì chúng sanh mình là đa thứ bệnh, thì Phật mới đặt ra là 84,000 pháp môn. Thì bây giờ cái pháp môn thiền này là không thể truyền tầm bậy được, mà phải truyền cho đúng người đó. Rồi sau đó Đức Ngũ Tổ bảo rằng xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư mới qua tàu, chưa biết chỗ nào đáng tính nên truyền y này. Tức là từ khi cái đời mà sơ tổ này á, là truyền cái y, cái bát để lại, tức là cái y đắp và cái bát là cái bình mà đi khắc thực của các nhà sư. Thì bây giờ nhưng để làm uy tín, đời đời dân theo hết tắc đại văn minh lấy tâm truyền tâm. Nhưng mà kể từ nay cấm ông không được truyền y bát nữa. Tại vì trong căn cơ đời mặt pháp họ nặng lắm, họ căn cứ vào này họ sẽ giết cho cái người sau này ông tới đời này là không được truyền y bát nữa, chấm dứt. Nếu mà truyền ra thì sau này sanh ra cái đại quả cho cái người nhận y bát, bởi ngày dặn như vậy đó. Từ xưa Phật Phật chỉ truyền bổn thể, chư sư Phật phú bổn tâm, y này là báo truyền cho đệ tử, tới đời đệ tử làm lục tổ thì không nên truyền nữa, cấm không được truyền nữa. Vị y này thường bị tranh chấp, nếu tiếp tục truyền y này thì thân mạng của vị đại sư là thọ,
sẽ bị nhiều nguy hiểm, khổ sở như sợi tơ treo. Vậy đệ tử phải mau đi, sợ có hạn kiểm nhân danh, trời nó gần sáng rồi, ngày giảng xong rồi kinh này trời mười một sáng ngày nó phải đi. Tức là ngày tiền cái ngày giảng là sau khi đi rồi đó, thì gặp người nào có duyên mới tiền, mà không duyên thì đừng có tiền. Không duyên thì chỉ tiền pháp tiểu thừa và pháp đại thừa này, chỉ tiền những người nào có căn cơ lớn. Huệ Năng bạch, bạch thầy con nên đi xứ nào, chẳng hạn như bây giờ ông thiền sao mà bây giờ con đi chùa nào hoặc pháp xứ nào, phải không? Tại vì ngài Quan Nhẫn là ngài có tới 3.000 tịnh viện trong cái hệ thống mà thiền tông của ngài, mà hỏi về con về chùa nào để làm đi. Thì khi đó Đức Bổn Tổ nói, gặp ấp hoài thì ở, gặp ấp hội thì nương thì đi. Thì ngài truyền ký cho mình, mới công nhận các thiền sư ngày xưa ngài biết trước rồi, ngài chỉ nói xong là gặp ấp hoài thì ở, gặp ấp hội thì đi đó, nói một câu vậy. Thì trong lúc canh ba lãnh thọ được y bát rồi, Đức Ngũ Tổ đưa Huệ Năng đến trạm Cửu Giang, tức là đưa qua cái dòng sông Cửu Giang đó, của Đức Tàu. Đức Ngũ Tổ bảo Huệ Năng lên thuyền, Huệ Năng nắm lấy tay chèo. Đức Ngũ Tổ nói, đáng lẽ ta độ đệ tử, tức là khi mà đưa xuất sông rồi có cái đò đó, thì lúc đó đó là coi như là Ngũ Tổ đó là coi như là nói là coi như đưa cái chèo. Thì khi đó Huệ Năng nói, để con chèo cho thầy, thấy không? Thì khi đó Đức Ngũ Tổ mới nói, đáng lẽ ta phải chèo cho đệ tử. Thì Huệ Năng bạch, bạch thầy khi mê thì thầy chèo cho con, còn bây giờ con ngộ rồi con tự chèo lấy, hay không? Khi mê đó thì nhờ thầy chèo, mà khi ngộ thì tự chèo lấy. Tức là khi quý vị mê đó thì quý vị cần học pháp học kinh, thì khi quý vị thấy được rồi thì quý vị nên làm thầy mới được. Không có ai dẫn quý vị khổ, chỉ quý vị nương mình công nghệ rất là hay. Khi ngộ, khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì tự độ. Tiến độ thì có một chỗ sử dụng khác nhau, nếu quý vị hiểu được chỗ này là quý vị bước vào cái lần cửa rồi đó, cái cửa thiền đó. Huệ Năng vì sanh ở xứ biên địa, tiếng nói không rõ. Quý vị thấy có cái điểm này không? Người Tàu họ nói một cái âm thanh là không phải như người Việt mình. Người Việt mình thì người Bắc nói hơi khác, người Trung nói hơi khác, người Đà Nẵng nói khác. Rồi vô tới cái người Phan Thiết nó khác, người Sài Gòn, người miền Tây nó khác, nhưng mà mình vẫn hiểu được. Nhưng mà hình như là cái người Tàu, quý vị nhớ những cái chữ nó thống nhất mà nó, người Quan Thoại nói khác, người Hẹ nói khác, người Hải Nam nói khác, người Triệu Châu nói khác, người Phú Kiếm nói khác, phải không quý vị? Thành ra ngày đó ông nói tiếng không được, mà ông để tôi lái, tôi đưa cho ông đi thôi, chứ ông mà lái lạng hoạn, ông hỏi trên đường đi, ông biết hỏi là lộ tin tức ra, thì ngày Ngũ Tổ không cho ngài nói. Ông sanh ở cái chỗ Nam Mang, ông nói cái tiếng ngọng nghịu lắm, địa phương, thành ra ông đừng có nói gì nữa. Cho nên nói ra như mình bây giờ, mà mình nói tiếng Mỹ dở, mình đi đâu, mình nói là qua chỗ khác, người ta biết accent mình nó nặng lắm. Thì để ta đưa cho ông. Đức Ngũ Tổ nói, từ nay ta sẽ lui về, còn tất cả dòng pháp này thịnh suy, trả ơn cho Phật Tổ là do mấy ông đấy. Đó, thì quý vị đã nhớ, Huệ Năng từ giả Ngũ Tổ đi qua hướng Nam trọn 2 tháng mới tới núi Đại Vũ bên Tàu đó. Khi Đức Ngũ Tổ trở về trọn ngày, ngày không thăng tòa thuyết pháp. Coi như là ông về, khi mọc thiền đi bác, ông đưa ra vào xong, tháng ông về, ông đóng cửa, ông thuyết pháp thì ngày thứ nhất. Thì thị giả vô cũng xem tôi cho ngày thứ hai tới ngày thứ ba, thì bắt đầu họ nghi chắc là hòa thượng bệnh. Thì Đức Ngũ Tổ nói, khi đó thì thị giả hỏi bạch hòa thượng có bệnh hoạn không, giả nói bệnh thì không bệnh, nhưng mà y bác ta đã tiền rồi, tiền, trao tiền rồi. Thì khi đó hỏi là ai nhận được, ai là người được tiền thọ, thì Đức Ngũ Tổ nói, Huệ Năng đại sư được rồi. Thì đó đại chúng mới rõ, làm sao mà đại sư được, chỉ là một tên sư sĩ trọng. Quý vị thấy tại sao lúc đó người ta khi dễ ngài là gì? Cư sĩ trọng, tức là Huệ Năng khi vào chùa nó là như đại khái là chỉ xuất tóc mà không thọ y, không thọ giới. Thì các cái vị tăng trong chùa coi là gì? Cư sĩ trọng, tức là cư sĩ trọng đầu mà chưa có thọ giới đó. Tại sao lại tìm y bác cho cư sĩ trọng? Thì ngài mới nói, ông đã tụng phẩm tư pháp qua phẩm thường bất khinh chưa? Hả? Các ông tụng phẩm thường bất khinh mà ngày này ông còn khinh khi một cái dụng thân Bồ Tát. Tại vì trong phẩm thường bất khinh chúng tôi thâm kết khinh quý vị, vì quý vị đều thành Phật, quý vị nhớ chưa? Như vậy đâu có xứng đáng là một cái đệ tử của ta. Thì ngài đuổi ra, thì vô tự nhiên mấy ông cũng giận. Tự nhiên trong đây thầy mình mấy chục hạ thượng tọa hòa thượng không tiền cho cái ông cư sĩ trọng ở đâu lại, mà cái ông đó lại là nói tiếng là coi như là danh chính hàng dân Sài Gòn đi, mà gặp một cái người nẩu vô nói thì mình cũng kỳ thị rồi. Và ông này là ở cái xứ biên địa hạ tiện nữa, cái gì thấy không? Đó thành Đức Ngũ Tổ mới la là các ông đã tụng kinh phẩm thường bất sinh pháp của kinh pháp qua chưa? Mới nói giờ có tại sao lại còn khởi cái tâm mà ngã mạn như vậy? Ai cũng đều có khả năng thành Phật hết. Rồi quý vị thấy không? Khi mà đại xuất biết rồi đó thì họ hợp nhau lại, những kẻ hạ căn mà chưa chứng quả, chưa có chứng đạo đó, thì muốn đoạn y bác kẹp nhau hơn vài trăm người, ráng sức đuổi theo. Trong bọn ấy có một vị tu sĩ họ Trần, tên là Huệ Minh, vào chùa quy y với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, lên tới chức thượng tọa. Thì thượng tọa thì tôi kể cho quý vị, từ khi mới vào xuất gia mà vòng đầu tiên để cái chớp đầu tiên nó kêu là khú ô sa di, tức là sa di đuổi quả.
7 tuổi cho tới 12 tuổi là kêu là khu ô sa di, thì ngoài chung họ kêu là mày ở điệu đó, trong Sài Gòn mình là kêu là các chú, họ 10 giới. Sau đó qua thời gian tới 18 tuổi đó thì họ cũng túc, hoặc là 20 tuổi họ cũng túc thì được làm tỳ kheo, thì đó kêu là đại đức. Từ khi cái đại đức cho cộng tới 20 năm tu, mỗi năm nhập một hạ, 20 tuổi hạ sau thì mới được coi như là thượng tọa. Thì ông này đã làm một cái họ Trần. Trong bọn đó có một vị tu sĩ họ Trần tên là Huệ Minh, trước kia là tướng phẩm tướng quân, tức là quan tướng phẩm đó quý vị, đã vào tu lên tới chức thượng tọa, nhưng mà tánh tình còn nóng nảy, vì là một võ quan mới là dẫn tập trung hết tất cả các thầy lại để mình rượt đuổi theo đại sư Huệ Năng. Lúc tổ Huệ Năng trông thấy ngài biết sức người là yếu, mà đôi khi người ta được bằng ngựa, ông này không được bằng ngựa mà ngài đi bộ. Ngài về hết đường, ngài chạy tới đỉnh núi, bèn đặt y bát trên một hòn đá, nói rằng y này là vật biểu tính của chánh pháp Như Lai, há có thể dùng võ lực tranh giành được sao? Nếu quả thật có Long Thiên hộ pháp, có những cái gì Long Thần hộ vệ để mà bảo vệ chánh pháp, thì xin cho cái y này không ai lai chuyển được. Thì ngài giải xong thì ngài nhảy vô, ngài trốn vô núi. Khi ngài trốn vô núi xong á, Huệ Năng nói rồi ẩn thân trong đám cỏ đậm, ngài nói với y này, nếu quả thật á là nó là một cái vật mà được cái Long Thần hộ pháp, một cái vật mà pháp truyền của từ sơ tổ tới giờ, thì chính chương thiên phải hộ dùng, chứ tôi không thể giữ được. Ngài dùng cái cục đá này trốn để coi như là bỏ của chạy lấy người đó. Thì khi đó thượng tọa Huệ Minh thấy cái y mừng quá, mới tắt ngào lại dùng sức, mà ông này là võ quan mà tắt cái y không lay động, cái y nó nhẹ thôi mà tắt không lay động. Tu sĩ Huệ Minh đi đến thấy y mừng quá, tắt lên nhưng mà chẳng cử động được, hốt hoảng lên tiếng kêu: hành giả, hành giả, cư sĩ, cư sĩ, tôi đến đây vì pháp, ông ở đâu ra đây, tôi không phải vì y đâu. Nghĩa là ông la lên á: hành giả, hành giả, cư sĩ, cư sĩ, tôi đến đây vì pháp, không phải vì y. Lúc đó ngài Huệ Năng bước từ trong bụi đi ra và cũng đến bên cạnh ngài Huệ Minh. Tu sĩ Huệ Minh đảnh lễ và bạch: xin cư sĩ thuyết pháp cho tôi nghe. Quý vị thấy chuyện này hay không? Thượng tọa mà xin cư sĩ thuyết pháp cho tôi nghe. Đó, quý vị thấy một cái điểm rất đặc biệt. Huệ Năng nói: ngươi đã vì pháp đến đây thì phải dẹp hết các duyên, chớ sanh một niệm nào cả, thì ta sẽ thuyết cho ngươi nghe. Để ý hay không? Nếu ngươi vì pháp đến đây thì phải dẹp hết các duyên. Cũng như tất cả Phật tử khi đến chùa mà nghe pháp dẹp hết các duyên, đừng nghĩ tới cháu nội, cháu ngoại, con cái gì hết. Mình ở đây ngồi đây chứ là có chắc có dẹp được các duyên không? Không. Thành thì để ý câu này nha. Nếu ngươi vì pháp đến đây thì phải dẹp hết các duyên, chớ sanh một niệm nào cả, thì ta thuyết cho ngươi nghe. Tu sĩ Huệ Minh, thượng tọa Huệ Minh tịnh tâm như lâu. Huệ Năng nói tiếp: đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chính trong lúc đó mới là mặt thật xưa nay của thượng tọa Minh. Cái đó là rất hay, thì tôi nên chỗ này tôi nói rồi, mời chú đưa cái bảng đó lên, chỗ này khai triển rất là hay, để cái bảng đó lên. Thì lâu nay ai cũng biết cái vấn đề là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì bản lai diện một của vị là gì? Tức là cái gì? Nghĩ thiện thì sẽ sinh vào cõi trời, mà mình suy nghĩ thiện rồi thì mình thấy người ác mình ghét không? Mình đi tu, mình đi nghe pháp, mình hồi giới, mình thấy ông uống rượu nhậu thịt tụng bài, mình thấy cõi tâm ghét, cái gì thấy không? Mà trong khi mình nghĩ ác, không nghĩ ác á, thì nhưng mà mình cũng lại là còn lại là cái gì? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì bản lai vậy một cái mà mặt thật xưa nay của vị là cái gì? Thì bây giờ tôi khoan đã, tôi đi ngược lại, vậy thì khi nghĩ thiện lúc nghĩ ác, vậy cái mặt giả của vị là cái gì? Tại vì ngài nói tới mặt thật thì mình sẽ hỏi cái mặt giả mình là cái gì, phải không? Lâu nay chắc thầy đều dạy về mặt thật, tôi không dạy mặt thật mà tôi hỏi trước hết tìm cái mặt giả là cái gì đã. Có gì nào nói không cô Minh? Mặt giả là cái gì? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì mặt giả là cái gì? Cô Phật, con xin thưa với thầy, cái trình độ con không hiểu được. Không hiểu được hả? Rồi. Bây giờ tôi xin đi lâu vấn đề. Lâu nay mình biết cái không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì còn lại một cái trạng thái là thanh tịnh, thì kêu là cái mặt thật bản lai diện mục. Nhưng mà tôi muốn đưa vấn đề vậy đó, thì lâu nay mình là cái người nghĩ thiện có ngày năm phước nha, đa số là mình sẽ tinh tế, sẽ thảo luận tụng kinh nghiệp sư, phải không? Thì mình là nghĩ thiện, nhóm đây là nghĩ thiện nhiều, nghĩ ác, phải không? Rồi như vậy đó thì cái mặt giả của mình là gì? Ngày Quý Năng kia nghĩ thiện đó, thì mặt giả là cái gì? Cứ giữ tôi thì tốt trả lời. Rồi cô tốt trả lời đi. Bắt đầu chiếu mặt giả của mình là cái gì đó. Tôi sẽ đưa một cái vấn đề này rất là hay. Mặt giả, bây giờ mình dùng cái từ mặt giả nó kỳ quá, mình cho là mặt nạ đi nhé. Tôi dùng cái từ mặt nạ. Mặt nạ dễ hiểu hơn. Thì mặt nạ là gì? Ai thường mang mặt nạ nhất trong chúng ta? Người nào thường mang mặt nạ nhất? Có không? Tu sĩ có mang mặt nạ không? Có. Rồi bây giờ tôi hỏi là tổng thống có mang mặt nạ không? Có.
Nè bây giờ tôi lập mẫu nè. Bây giờ mình đi từng tử nè, trẻ con với người lớn ai sẽ mang mặt nạ nhiều hơn? Dạ. À, trẻ con có, nhà nó mang Hollywood đó. Trẻ con vẫn có mang mặt nạ. Thì bây giờ đó, đi hỏi già về nhà hỏi trẻ tại sao vậy? Khi muốn điều tra cái gì đó là các cái tay FBI nó vô nó hỏi con nít chứ nó không có hỏi cái người lớn. Tại vì con nít nó nói thật, quý vị đồng ý không? Thành là mình đều mang mặt nạ hết. Thì bây giờ mình đi tương tự, trẻ con trẻ ít không mang mặt nạ mà người lớn mang mặt nạ. Bởi vậy ngài Huệ Năng ngài nói là khi cha mẹ chưa sanh mặt thật là cái gì đó mới sanh ra, tại vì mình á mới sanh ra là nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng mà mình ở trong cha mẹ đó mà ác ôn thì mình ác ôn, cha mẹ làm theo mà cha mẹ tu hành thì mình tu hành, mình bị cái quân tập của cha mẹ, mình mang cái mặt nạ của cha mẹ truyền lại. Thành ra cái người lái xe ẩu nè gặp cảnh sát rồi sẽ mang mặt nạ thế nào? Ví dụ giờ cái con đường này nó cho chạy 30 mile cái mình thấy cái đèn, nó thấy cảnh sát chạy sao là cái mặt nạ mình sao hả? Mặt nạ hiền, từ làm như hiền nó phải không? Vớt là ai tôi cũng mang mặt nạ đó.